Phan Hiển giảng hòa cùng con trai sau mâu thuẫn. Trong tập 13 mẹ vắng nhà ba là siêu nhân, Phan Hiển dành thời gian tâm sự mỏng cùng con trai Kubi, dạy con biết yêu thương, nhường nhìn em gái. Trải qua nhiều ngày thực hiện thử thách, bốn ông bố siêu nhân dần nắm bắt tâm lý của các con và tạo nên những khoảnh khắc khó quên. Để giúp hai con được trải nghiệm thêm hoạt động thú vị, gần gũi với thiên nhiên, Phan Hiển tự tay chuẩn bị lều và cả bữa tiệc nướng ngoài trời thịnh soạn. Đây cũng là cơ hội để nam kiện tướng kết nối Kubi và Anna sau nhiều sự việc khiến cho cả hai có chút khoảng cách. Anna liên tục khen anh hai nấu ăn ngon và cảm ơn anh vì đã nướng thịt cho mọi người. Cũng nhân dịp này, Phan Hiển tâm sự mỏng với Kubi về những chuyện đã xảy ra, giải thích cho con hiểu hơn về cách cư xử và nhận được cái kết ngọt ngào. Ba Hiển còn chu đáo chuẩn bị một cuốn truyện để đọc cho các con nghe, tuy nhiên có vẻ giọng hơi trìu mến của anh khiến cho Kubi bị mất tập trung, còn Anna thì xung phong làm người kể chuyện thay ba. Cô bé trổ tài kể lại câu chuyện sự tích cây vú sữa với màu giọng của mẹ Khánh Thi khiến cho ba Hiển và anh Kubi nhiều phen đứng hình. Tuy buổi cắm trại vẫn còn nhiều tình huống dở khóc dở cười nhưng đây có lẽ là khoảnh khắc mà Phan Hiển mong muốn để có cơ hội gần gũi với các con. Đồng thời tháo được nút thắt giữa Kubi và Anna. Trong khi đó, gia đình Lê Dương Bảo Lâm tiếp tục đại náo lớp học võ với hoạt động đòi hỏi sức mạnh chính là đập vỡ các ván gỗ. Trong khi cô chị Bảo Nhi hào hứng thử sức những điều mới lạ thì bé Bảo Ngọc lém lỉnh lại có vẻ hơi sợ sệt và lo lắng. Với sự hoạt ngôn của ba Lâm và độ thấu hiểu con gái ngày càng tăng lên sau những ngày tham gia các thử thách mẹ vắng nhà ba là siêu nhân, nam diễn viên hướng dẫn con gái lách luật bằng cách dùng chân để phá vỡ những ván gỗ. Kết quả là Bảo Ngọc thực hiện thành công thử thách ngoài mong đợi. Trong khi đó, ba Lâm cũng tranh thủ cơ hội thể hiện trước các bạn nhỏ bằng cách đập vỡ ván gỗ bằng đầu. Anh cũng cẩn thận khuyến cáo các bạn nhỏ không làm theo cách này mà chỉ nên sử dụng đúng kỹ thuật của giáo viên hướng dẫn. Trở về căn nhà thân thuộc, Lê Dương Bảo Lâm và các con lại diễn tiểu phẩm. Lần này, Lee Min Ho Đồng Nai cho các con chơi trên chiếc xe ô tô điện xịn sò. Bảo Ngọc được phân vai là tài xế lái xe taxi, Bảo Nhi là khách và em Phin là thợ sửa xe. Điều đáng nói chính là bất kỳ tiểu phẩm nào được ba Lâm viết kịch bản đều nhận được sự hưởng ứng của các con và lần này cũng không ngoại lệ. Anh chia sẻ đây là khoảng thời gian hiếm hoi khi cả ba chị em đều có mặt ở nhà và chơi cùng nhau, do đó anh vô cùng trân trọng những kỷ niệm đẹp này. Cũng trong tập này, Bảo Ngọc còn rất ra dáng chị hai khi giúp ba cho em ăn sữa chua. Khi cô em Bảo Ngọc nghịch ngợm làm rơi ra sàn nhà, Bảo Ngọc còn tỉ mỉ lau tay cho em, sau đó phụ ba dọn dẹp bằng trợ thủ đắc lực là máy hút bụi và lau sàn nhà. Ở diễn biến khác, MC Thành Trung tiếp tục cho hai nhóc tì khám phá một trò chơi mới tại gia đó chính là môn bóng rổ, vừa giúp các con rèn luyện sức khỏe, vừa đổi gió sau trò chơi đoán màu sắc. Dù khá tâm đắc với bộ trò chơi bóng rổ mini nhưng lại hơi quá sức so với Dino và Goku. Vì thế hai cậu bé phá vỡ mọi luật lệ của trò chơi khiến cho ba phải bất lực. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.